Mai Phương bán vương miện sau một tháng đăng quang. Đang ăn tiệc mừng sinh nhật, 10 người suýt bị hố tử thần nuốt trọn. Gần một tiếng chưa ăn hết đĩa cơm, cô gái bị bạn trai bỏ lại quán. Chủ nhân tổ chức lễ động phòng cho 2 chiếc ô tô xịn, mong sẽ đẻ thêm. Hồng Nhiên kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin ngày 15 tháng 9 của Sài Gòn TV. Ngay bây giờ là những tin tức đáng chú ý mà chúng tôi đã cập nhật được. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Mới đây thông tin Hoa hậu Mai Phương bán vương miện chỉ sau một tháng đăng quang gây xôn xao. Lý do vì sao nàng hậu có quyết định này? Xin mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây. Theo đó, ngày 16 tháng 9, Hoa hậu Mai Phương cùng ban tổ chức Miss World Việt Nam sẽ tổ chức buổi đấu giá từ thiện nhằm quyên góp cho quỹ từ thiện quốc tế Beauty with Purpose của Miss World và dự án nhân ái tại Việt Nam. Các vật phẩm đấu giá được quyên góp từ các hoa á hậu và các nhà thiết kế nổi tiếng. Là người dành nhiều tâm huyết cho buổi đấu giá lần này, Mai Phương không ngần ngại quyên góp 9 chiếc vương miện mà cô mới sở hữu được một tháng. Chia sẻ về việc này, cô cho biết cô cũng có chút tin rằng đây là quyết định đúng đắn và chiếc vương miện sẽ đem lại nhiều giá trị thiết thực hơn cho cộng đồng thay vì chỉ giữ cho riêng mình. Được biết, vương miện Miss World Việt Nam 2022 là sự kết hợp của 4.399 viên White Zirconia cùng 129 viên Dark Blue Sapphire với các kích cỡ và hình dáng khác nhau, bao phủ toàn bộ khung vương miện. Tổng thời gian thiết kế và chế tác cho chiếc vương miện này là 2.160 giờ với sự tham gia của các nghệ nhân lành nghề trong và ngoài nước. Những viên đá dành cho chiếc vương miện được đặt các mắt cài riêng theo tiêu chuẩn đặc biệt để giữ độ long lanh và đảm bảo tính thẩm mỹ của chiếc vương miện này. Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại tình huống tai nạn bất ngờ ngay trong bữa tiệc sinh nhật mừng một tuổi của một bé trai. Trong lúc mọi người đang ăn uống vui vẻ thì sàn nhà bỗng nhiên sập xuống khiến cho tất cả không khỏi hoảng loạn. Theo camera giám sát của gia đình ghi lại, thời điểm xảy ra sự việc là vào khoảng 12 giờ trưa 11 tháng 9. Lúc này đại gia đình gồm rất đông thành viên đang ngồi ăn tiệc mừng đầy năm. Khung cảnh đoạn clip ghi lại là hai mâm cỗ mặn với nhiều món ngon bày trên bàn. Mâm cỗ có khoảng 10 người đang ngồi vừa say sưa ăn uống vừa nói chuyện vui vẻ. Chuyện sẽ chẳng sao nếu như không có một tình huống hy hữu bất ngờ xảy ra. Cụ thể, ngay khi cả nhà đang ăn uống vui vẻ, sàn gạch giữa nhà đột nhiên sập xuống khiến 10 người trong mâm cỗ bị sụp lún theo. Rất may là mọi người chỉ bị hoảng loạn đôi chút vì sự cố bất ngờ chứ không có ai bị thương. Đoạn clip sau khi lan truyền trên mạng xã hội đã lập tức thu hút sự chú ý từ dân mạng. Nhiều người cũng tỏ ra bất ngờ trước cảnh tượng lần đầu mới thấy này. Bên cạnh đó có ý kiến chỉ trích bên thi công nhà cửa làm ăn ẩu đoản, may mà không ai bị thương trong tình huống trên. Nhưng đây cũng là nguy hiểm tiềm ẩn, cần phải truy cứu trách nhiệm bên xây dựng. Đang lưu thông bình thường trên đường thì chiếc xe máy xúc bất ngờ bị mất lái lao xuống vệ đường bên trái rồi lật nghiêng. Sự việc khá hy hữu vừa xảy ra mới đây tại Yên Bái. Theo đoạn video trên có thể thấy đoạn đường là khá xấu. Lúc này tài xế điều khiển máy xúc loại bánh lốp hướng từ Yên Bái đi Tuyên Quang. Khi qua địa bàn xã Cảm Nhân thì bất ngờ lao sang vệ đường bên trái rồi lật nghiêng. Rất may chiếc máy xúc trên không va chạm với phương tiện nào, tài xế chỉ bị thương nhẹ. Đây là loại xe máy chuyên dụng có khối lượng rất lớn nên không phù hợp để di chuyển nhanh, đánh lái gấp trên đường. Nhiều người cho rằng nguyên nhân có thể do tài xế máy xúc đã đánh lái gấp để tránh vũng nước nên dẫn đến tai nạn trên. Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông chạy ngược chiều, chửi bới, nhổ nước bọt vào người quay clip. Công an quận 7 đã vào cuộc. Nội dung clip thể hiện nguyên nhân sự giận dữ của người này do tài xế chạy đúng làn đường đang chụp ảnh quay phim lỗi sai của ông. Lúc này làn đường của tài xế đi đúng chiều khá thông thoáng, trong khi ở làn ngược lại ô tô phải xếp hàng dài để di chuyển. Trong clip tài xế quay hình liên tục gặng hỏi người đàn ông là tránh thanh tra gì, cơ quan ở đâu. Người đàn ông không trả lời mà quay trở lại ô tô của mình, lái xe chen vào hàng ô tô đang nối đuôi nhau di chuyển ở làn kế bên để rời đi. Cuối clip, người đàn ông này còn hạ kính trồm ra khỏi ô tô, nhổ nước bọt vào tài xế quay clip. Đoạn clip cũng dừng lại ở đây. Nhiều người phê phán người đàn ông đi ngược chiều, vi phạm luật giao thông, còn có thái độ thách thức, thể hiện sự coi thường tính mạng người khác, do đó nên phạt thật nặng để răn đe chung. Thưa quý vị, khi tham gia giao thông, chỉ cần chúng ta lơ là một vài giây cũng đã có thể gây nguy hiểm tới tính mạng cho chính bản thân mình và người đi đường. Tình huống ngay sau đây là một ví dụ. Camera an ninh nhà dân ven đường đã ghi lại tình huống tai nạn kinh hoàng vào lúc 6 giờ 43 sáng 14 tháng 9 năm 2022 tại đường Bình Thang, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Theo clip, trên đường có nhiều phương tiện lưu thông, một xe máy và một xe đạp điện đi qua đầu ngõ.
thì đúng lúc chiếc ô tô tải màu xanh từ trong ngõ lùi ra đường với tốc độ siêu nhanh. Chiếc xe ô tô tải này đã húc vào xe ô tô bán tải đang di chuyển ở làn đường đối diện, khiến nó xoay ngược lại, mất lái, phi lên vỉa hè. Bản thân chiếc xe tải màu xanh cũng bị xoay 90 độ. Thật may cho những người trên xe đạp và xe máy thoát nạn trong gang tấc. Đoạn clip trích xuất từ camera nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội. Hàng chục ngàn lượt bày tỏ cảm xúc, bình luận và chia sẻ đều chúc mừng cho những người may mắn thoát nạn, đồng thời phê phán tài xế ô tô tải thực hiện lùi xe quá nguy hiểm. Trên đường đi mua thuốc, nữ sinh bị hai đối tượng ngồi quán nhậu chọc ghẹo, xịt hơi cay, khiến cho cô gái này bị bỏng nặng. Sau vụ việc, nữ sinh bị rối loạn tâm lý phải đi điều trị tâm thần. Viện Kiểm sát Nhân dân quận Đồ Sơn đã hoàn tất cáo trạng đề nghị truy tố bị can Trần Văn Thạch sinh năm 1995, trú huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng về tội gây rối trật tự công cộng. Theo hồ sơ vụ án, tối 23 tháng 9 năm 2021, nữ sinh Hoàng Thị Tường Vi sinh năm 2006, trú quận Đồ Sơn, đi qua nhà hàng Hoa Lan thuộc phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn để mua thuốc, thì Nguyễn Thanh Tùng sinh năm 2003 tuổi, trú huyện Kiến Thụy đang ăn nhậu cùng bạn trêu ghẹo. Ít phút sau, Tường Vi lái xe máy điện chở bạn di chuyển qua nhà hàng Hoa Lan thì tiếp tục bị Tùng trêu gọi, buông lời tục tiểu nên xảy ra cãi vã lời qua tiếng lại. Thế vậy, Trần Văn Thạch, bạn Tùng, trú huyện Kiến Thụy ra ô tô lấy bình xịt hơi cay xịt vào mặt, mắt Tường Vi. Sự việc khiến nữ sinh bỏng mặt, mắt, được nhiều người dân địa phương đưa vào viện cấp cứu, còn Tùng và Thạch lên ô tô rời đi. Kết quả giám định thể hiện, nữ sinh bị bỏng độ 1 vùng mặt 0,4% và được điều trị khỏi. Tuy nhiên, thiếu nữ này sau đó bị rối loạn tâm lý, phải nghỉ học để đến Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng điều trị. Vừa qua, dân tình đã không ngừng truyền tay nhau một đoạn clip của một cô gái bị người yêu bỏ lại giữa quán cơm tấm vì tội ăn chậm. Sự việc đã nhanh chóng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Có người bên cô nàng, nhưng có người lại thương thay anh bạn trai. Cụ thể, trong đoạn clip, cô gái cho biết hôm đó bản thân đi ăn cơm tấm cùng bạn trai ở ngã tư Bình Điền, Bình Chánh. Sau 45 phút, cô vẫn chưa thể ăn hết được đĩa cơm. Vì mất kiên nhẫn nên anh bạn trai đã bỏ về trước để mặc cô ngồi một mình tại quán. Thậm chí vì đi quá vội nên anh còn quên không mang theo ví tiền của mình. Ngay khi đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân tình. Nhiều chị em đã nhanh chóng bày tỏ sự cảm thông đối với cô gái. Số khác lại cho rằng cô nàng nên thay đổi thói quen ăn chậm của bản thân, tránh khiến anh người yêu cảm thấy khó chịu mỗi khi đi cùng. Bên cạnh đó, còn có một số người đồn đoán rằng thực chất không phải anh người yêu bỏ về, mà chỉ là đi mua thêm nước uống cho bạn gái. Có tài khoản còn đặt nghi vấn cô gái tự bị câu chuyện cho vui, chứ thực chất không hề có anh người yêu nào ở đây cả. Trong cuộc sống, nhắc tới việc kết hôn thì chúng ta chỉ nghĩ rằng đó là việc trọng đại của mỗi con người. Hiếm có ai lại tổ chức đám cưới cho các đồ vật hay thú cưng của mình. Tuy nhiên mới đây, dân tình lại xôn xao với một lễ đồng phòng của hai chiếc xế hợp xịn. Có lẽ chủ nhân của chúng phải là người có khiếu hài hước lắm thì mới chọn cách làm có 102 này để mong muốn sẽ có một đàn xe mới trong tương lai. Cụ thể, trên một số fanpage Facebook lớn mới đây đã chia sẻ lại hình ảnh đặc biệt này và nhận được sự quan tâm của nhiều người. Theo bức ảnh được đăng tải, người chủ đã chuẩn bị bàn cúng rất đầy đủ để thực hiện lễ nghi đồng phòng cho hai chiếc xe của mình. Từ gà luộc, nem rán, bát đũa hay lọ hoa đều được người chủ chuẩn bị rất chu đáo, bày biện cẩn thận để làm mâm lễ cho sự kiện quan trọng này. Ở phía đối diện bàn cúng là hai chiếc ô tô xịn màu trắng, trong đó có một xe nhỏ và một xe to. Điều đặc biệt là người chủ xe còn giăng màn cho cả hai xế hộp cưng của mình, khiến dân tình bất ngờ. Một fanpage lớn còn hài hước cho rằng nếu cả hai con xe đều cùng giới tính nam thì khó mà đẻ ra được đàn xe khác. Nhìn hình ảnh này, dân tình ai cũng phải bật cười vì độ hài hước của câu chuyện. Chú chó được mệnh danh là người bạn bốn chân tốt nhất của con người. Hầu hết những ai yêu thú cưng đều thích nhìn ngắm một căn phòng đầy ắp loài động vật đó. Một kỷ lục thế giới gần đây thiết lập với căn phòng đầy chó cưng. Rachel Marie, 23 tuổi, người điều hành một dịch vụ nuôi thú cưng, đã tổ chức sự kiện lập kỷ lục tại trung tâm giải trí Birdswell ở thành phố Worcester, bang Massachusetts, Mỹ. Ban đầu, Rachel Marie dự kiến có thể tập hợp được 200 chú chó cùng tham dự buổi chiếu phim, nhưng vì một vài lý do bất khả kháng nên con số cuối cùng có mặt là 127. Con số này đủ để giúp Rachel Marie thành công trong việc lập nên kỷ lục thế giới mới về số lượng chú chó tham dự buổi chiếu phim đông nhất thế giới. Kỷ lục trước đó thiết lập tại một buổi chiếu phim ngoài trời vào năm 2019 ở Brazil, khi đó có 120 chú chó tham dự buổi chiếu bộ phim đẳng cấp thú cưng 2. Sau 4 tháng thi công, ngôi nhà cây độc đáo mang tên Treehouse đã hình thành tại Penistanan, một ngôi làng nhỏ ngay bên rìa thị trấn Ubud của Bali, Indonesia. Một ngôi nhà lơ lửng trên không là điều tuyệt vời cho những ai muốn có những phút giây thư giãn và yên tĩnh.
Bao quanh bởi các nhà hàng ấm cúng, nằm giữa những cánh đồng lúa màu mỡ, Penestasan là một khu vực yên tĩnh với mức sống cao. Treehouse là ngôi nhà nguyên bản đầu tiên được xây dựng, là một phần của dự án nhà Bukit Sari. Kết cấu nhà gồm phần trụ lõi làm từ 4 cây cột được dằn bởi một chiếc cầu thang. Trần nhà và sàn nhà được đỡ bởi các dây cáp làm từ thép vô cùng chắc chắn kéo dài từ phần trụ lõi. Điều này giúp giảm tiết diện cấu kiện và các phần khác của toàn bộ ngôi nhà. Các kiến trúc sư của Steel Studio không chỉ tạo nên vẻ ngoài lơ lửng đáng nhớ của ngôi nhà, họ còn mang đến mặt tiền thoáng mát với khung và những tấm cửa sổ mỏng giúp ngôi nhà giảm bớt tải trọng. Treehouse được chia thành hai phần, bếp và phòng khách, phòng ngủ và khu vực ngồi nghỉ. Cả hai được kết nối với nhau bằng một phòng tắm. Ngôi nhà rộng 64m², có thể dễ dàng chứa được 2-4 người. Vào những ngày đẹp trời, chủ nhà có thể ngắm cảnh bình minh tuyệt đẹp với mặt trời ló rạng phía sau núi Agung. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.